Dạ, con xin chào tất cả cô chú chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Hôm như hôm qua con đang bán cái kiếm này thì nó bị lỗi mất. Hai loại kiếm này nó bị lỗi video. Hôm nay con tiếp tục bán lại, đó là cái cây Như Như Quỳnh Lai Công Chúa Rồng và cây Xanh Huế Lai Cây Trắng Sơn. Đầu tiên là cây Như Quỳnh Lai Cây Công Chúa Rồng. Thì đây, lô này đầu tiên con xuất. Cây rất là đẹp luôn, phải nói là rất là ok, và giá chỉ với 26.000 thôi. Cây này thì con trồng trong cốc 1.7 của chú anh chị về thay chậu trồng rất là ok. Đây, nếu lựa ra thì chắc lựa tầm khoảng 200 cây là hết rồi, không có nhiều. Đây, khu vực bên này nè, một số các khu vực bên này là những cái cây nhỏ trồng bị eo uột thì con sẽ không xuất, con chỉ lựa ra đây nè, những cái khu tốt 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 như này. Không có nhiều hàng này, thì tại vì cái cây này làm trái năm ngoái, năm nay thì mới bắt đầu trồng thôi, bắt đầu nhân giống. Cái mã này khá đẹp, con bắt đầu nhân giống nó dần để sau này mình trồng cây lớn á, mình tuyển chọn những cái mặt bông đẹp. Thì đó, còn cái khu bên kia nè, khu bên kia thì cũng như cái đây, cũng là một loại Như Quỳnh Lai Công Chúa Rồng thôi, thì con không có quay. Rồi, con tiếp tục. Đây, cô chú anh chị qua hướng bên này, đó là cây Trần Sơn Lai Cây Xanh Huế. Trần Sơn Lai Cây Xanh Huế. Xanh Huế thì khá là hấp dẫn mà khá là đẹp. Cô chú anh chị lựa chọn Trần Sơn Lai Xanh Huế. Rất là ok luôn. Cây khá là đẹp, khá là hấp dẫn. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho con. Con sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị. À, con còn một cái mã Xanh Huế Tự Thụ nữa, để con quay. Cái góc bên kia thì con lựa ra cho khách đó, nhưng mà khách mới lấy được khoảng 500 cốc thôi, thì vẫn còn một ít đó. Thì cô chú anh chị nào cần thì có alo cho con. Đây là cái khu này nó bị đẹp nè, thì con bỏ ra không phải. Chỗ cái khu này tốt tốt thì nó khoảng 500 cây. Khu này, đây là cái cây Xanh Huế Tự Thụ thì con trồng trong cái cốc này luôn. Bình thường thì trồng trong cái cốc hay gửi cô chú anh chị á, đó là cái cốc 2.5. Nhưng mà cái đợt này thì con có một ít theo cái lô hàng này, thành ra con trồng cốc 1.7, chưa thay chậu, chưa thay ra cái chậu kia. Rất là ok luôn. Để cô chú anh chị lựa chỉ với 26.000 thôi. 10 cây con sẽ bao ship cho cô chú anh chị nhé. 10 cây bao ship với 3 mã như vậy. Cô chú anh chị nào cần thì có thể alo để con gửi hàng cho cô chú anh chị. Rồi, con xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video clip sau. À, thì cốc 1.7 của bên con thì vẫn không, 2.5 chứ, trong vỏ thông thì vẫn có cây phan trí, cây vàng củ chi, phan trí lai kim long, hoàng củ chi, lai gem, đỏ thái, đỏ nghệ an, xanh huế tự thụ, vẫn có các cái dòng mã đó. Thì cô chú anh chị nào cần thì giá thì nó cũng như thế này, cần thì có thể alo con gửi. Được, con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong tiếp theo. Phiên bán hàng hôm qua của con á, là con bán cái cây di linh, con 5 loại di linh này, giá 25.000, và hồng tím thì con hết rồi, con còn hồng hồng. Hồng hồng thì giá vẫn là 30.000, hàng cây rất là đẹp như thế này, đang lựa hàng cho khách. Đây, đây là cái đơn hàng của khách con đang lựa. Thì cô chú anh chị nào cần thì con sẽ lựa. Di linh thì đó, có 5 loại: tam bố, ta ly, thác bay, 68 đó, sơn điền đó. Đây là cây hồng hồng đang lựa cho khách, hàng cây rất là khỏe và chuẩn hoa 100% nhé. Bên con bán hàng gieo hạt thì không bảo hành hoa rồi, cái đó là điều rất tất nhiên rồi, nhưng mà hàng cây là phải bảo hành hoa. Đó, thì cây hồng hồng rất là đẹp như thế này, chỉ với 30.000 thôi, nó rẻ. Đây, đây là cái đơn con đang soạn ra để đóng cho khách nè. Còn một khách đặt còn bên dưới còn khá là nhiều nữa. Con chuẩn bị quay xong là đi tiếp tục đi soạn cho khách. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho con với cây năm cánh trắng hồng hồng này nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ.